Hello các bạn, đơn đầu tiên nha, cảm ơn anh Khách Quen. Cái này là mình chia lại các bạn, tại vì nhiều quá đó ha, nhiều quá mình chia lại cho anh Khách Quen. Hiện tại mình đang bán lẻ là 2,8 triệu một cái bao ship nha. Mở ra đủ đồ. Con này mà có biến tần nữa thì phải nói là bao phê luôn các bạn. Chạy không biết khi nào mới hỏng. Hiện tại thì nó đang thiếu cái phần trên đây nha, thì mình cũng đã thông báo cho tới khách rồi. Hiện tại để như vậy thì mình bán là 2,8 triệu bao ship, coi như mình thu tầm tầm 2,5 triệu à, là mình thu vốn, chấp nhận lỗ một phần công chi phí các kiểu. Ok, bộ này thì mình cũng đang tiến hành bữa nay nha. Cái này là của anh Khách nha các bạn, mình ốc chưa mở nha, ốc mình chưa đụng con nào hết á. Cái bộ bên trong này nè, cái bộ này thì chiều nay tối nay mình sẽ bung cái men này lên để mình coi mấy con công suất ở dưới á, nó là con gì đó. Sau khi mình kiểm tra ok hết rồi thì mình lắp lại và mình tiến hành cấp điện test nha. Cấp điện test test á, mình sẽ mod nha, mình sẽ mod ví dụ như một số chức năng này nè, mình sẽ mod thử để coi nó ra điện không. Chỉ yêu cầu nó ra điện là được rồi, còn mà vấn đề nó điều khiển ví dụ như ngắn mạch, đoạn mạch ha, quá áp ha, sụt áp các kiểu, cái đó mình không cần ha, không quan tâm, cần nó ra điện là được. Nó ra điện là ra giá trị nha, tại vì toàn bộ đây là linh kiện xịn hết nha, tại vì mình không cần phải lấy tới mức độ là 5,8 kW. Các bạn lấy tầm 3 kW cho cái hệ thống điện gió điện nước thì quá tuyệt vời, quá ok. Đầu kia vào 73 cho tới 2380 VDC tối đa nha. Đầu ra nó ra 202V, 50Hz, 60Hz thì quá chuẩn rồi. Phải nói là đỉnh luôn rồi. Các bạn thấy bao nhiêu đây nha. À, bao nhiêu cái linh kiện là xịn sò đây. Nó đem tới một cái hiệu năng tối ưu. Đặc biệt cái con ở dưới nha. Mình sẽ bữa nay các bạn. Sáng giờ tập trung gói. Hồi sáng đi bãi quay được chỗ này mình tìm cái cuốn sổ hướng dẫn á. Bó tay luôn, mất ra mục tiêu ha, xong luôn mà cứ thôi kệ ha, không cần, bỏ qua. Cái này thì theo một thông tin của hai ba khách chia sẻ, nhà sản xuất người ta bán như vậy các bạn, tại vì từng khu vực tùy nhu cầu nó sẽ có một cái controller nó thích hợp nha. Ví dụ như độc lập hay là bám tải hay hòa lưới các kiểu thì cái đó thì mình không có rành. Nhưng mà có một anh chia sẻ là họ nhà sản xuất họ bán như vậy. Tại vì về bên kia tùy khách thì họ sẽ lắp một cái controller nó khác nhau. Nó có chức năng khác nhau, có option các bạn. Dàn tủ ha, hệ thống boost. Kiểm tra sơ bộ trước khi cho đi. Chỉ riêng cái phần vỏ không cũng thấy rất là chất lượng các bạn. Ở đây cái này chưa ấy nha, chưa xài nha. Khi xài là họ sẽ cắt ha, cắt chữ thập này nè, xong rồi đút dây vô. Cái này là chưa xài nè, ron nè. Ở đây là hai cái quạt nó thổi lên, nó làm mát cho cái hệ thống ở dưới nè các bạn. Mấy con IC ở dưới, mấy con mà chuyển đổi điện DC áp cao sang AC ha, mấy cái đó mới quan trọng ở dưới đây nè. Quá đẹp luôn. Đây là cái nào cũng kèm đi kèm cái sơ đồ như vậy nha. Anh về anh coi giùm em. Trước mắt cái sơ đồ này hôm qua mình đã chia sẻ rồi. Thì tiếp theo một số chia sơ đồ nữa. Giống như sơ đồ này. Line OV răng 107V. Một số sơ đồ như vậy. Và mình giải mã phần trên đây. Nhưng mà khả năng cao nó là liên quan tới cái controller, nhưng mà nó cũng liên quan tới cái chức năng ở dưới. Line OV răng cái sao ta, cái răng là cái khoảng cách đó, cái nắng mặt trời đó. Ở đây có OV, UV và OF, ba loại. 107.5, 110, 112V này, dây các kiểu, nói chung để sau nha. Ok, cảm ơn khách chia sẻ nha. Cảm ơn anh khách đã ủng hộ một cái nha. Hai mươi bảy ký đó. Bắt bàn ốc là sẽ cho đi.
Ok, cảm ơn anh nha.